diều hương lạnh lình, Quán Âm là ngư tướng lự ngàn năm sanh hầu. Long lân quy phụng học chầu, hiền nhân có mặt công hầu cố lại. Kinh trên cho ít thiện tài, để làm phước tiền là ngày mai an nhàn. Mà long ân ngữ mới sang, lãnh lĩnh ngọc hoàng chậu chốn linh tiêu. Gom thiên diệt quỷ trừ yêu, đống kỳ đùng lục mã siêu mới hồi. Quan trường nhận lệnh đó thôi, quan ân lập thế là rồi hiện ra. Mang trong nghiệp dữ đàn na, chúc cho trăm họ nhà nhà an khang. Mong sao gió để bình an, nhận điều chân thiện là mẫu hoàng mới phê cho con. Tiên được trở về thánh nhân trô, mặt sơn khê đáo hồi. Bây giờ quá nghiệp còn nhồi, như xưa khương thượng vẫn ngồi đầy câu. Thầy thì dắt đúng hai châu, châu Tàu, châu Nhật, châu nào cũng thiền. Châu thiên đức chân dân một cõi, ai có tài có dối thì theo. Muốn cho cầm lại phân lèo, hiệp thành ba mối sớm đeo gương màu. Tặng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Tiến Dũng và cô Hồ Lý thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại thăm cô Hồ Lý, cũng như là thay mặt một mạnh thường quân, đó là anh Tăng Công Hiền ở bên Canada, có hỗ trợ với cô ba 100 Canada, 1,8 triệu để cho cô ba làm nhang phát từ thiện cho bà con. Và đồng thời cũng xin cô ba những bằng thân pháp để tặng lại cho các mạnh thường quân vừa qua đã hỗ trợ cho cô ba phát gạo 100 phần quà. Thì ngày đó cô ba cũng bận, khách cũng đông, và con thấy cô ba cũng hơi lu bu cho nên là chưa có xin được. Thì hôm nay cũng mong cô ba quan hỷ tặng cho các anh chị nha cô ba ha. Yeah. Và đây con xin trao 1,8 triệu này là của chị Mai Tăng gửi giùm anh Tăng Công Hiền ở bên Canada, hỗ trợ cho cô ba để cô ba làm nhang. Nam Mô Đà Phật. Trước hết thì cô Qua Lý cũng cảm ơn đa tạ mạnh thường quân của Tăng gì tôi quên. Dạ, Tăng Công Hiền. Tăng Công Hiền. Và trước hết là cũng xin chúc cho Cụ Huyền và Bụ Quyến được người thác thì được siêu, người sống được thới. Dạ. Và tu hành được mở mang trí huệ, đạo đức viên thông, phát Bồ đề tâm tinh tấn, A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn cô ba. Thì xin mời cô ba tặng cho anh Tăng Công Hiền một bài thơ luôn cô ba ha. Ở đâu? Ở bên Canada. Canada. Dạ. Tặng bài thơ cho Tăng Công Hiền. Bữa nay mấy rồi? Bữa nay là ngày 24 cô ba. Chiều 24 nhâm dần xứng mới, Tăng Công Hiền đã gửi tiền cho phước lành, em đã cần lo làm nhãn giúp đỡ dặn dò đôi câu. Nhân thiện phải hằng sâu, tinh tấn vì kỳ này chuyển dần quyền không. Người là con của vua Hùng, năm chục đi được và chúng đồng hành. Hồi xưa năm chục trai năm chục gái này, năm chục đi miền núi đó nha. Yeah. Nên vẫn có căn lành thiện kiếp hằng
trăm năm mới có dịp tái sanh, chúc còn công toại danh thành, khá khen tâm đức ngự lành từ lâu. Dầu ở tận Âu Châu xa thẳm, tấm lòng vàng gợi gắm văn thơ, con đường dài thoát đúng giờ, chuyện xây cũng đúng bàn cơ hữu hình. Chúc con được mở tâm linh, thuyền tông giác ngộ có tình quê hương. Cụ quyền ông cổ đạt đương ngự làm thiện nghĩa trên đường đang tu, sớm chiều thanh tịnh công phu để lo trao sữa cho cô quá long. Hồi xưa bồn gốc cố ông, gốc qua người Việt là trong giới ngoài, để cho tất được mở khai, chúc tăng hiền được những ngày tới đây. Phước giữ bao bộ đóng đây, mở căn khai chỉ có thầy độ thoáng. Tiên nhân được sống nê hà, chúc cho phước bao cả nhà an khang. Dạ, thay mặt anh Hiền cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Mai Tăng ở bên Canada cô ba. Dạ. Yeah. Mai vàng nở gỗ mùa xuân, tăng mai cố gắng chớ ngưng việc lành, từ đây đã nguyện tu hành, miền nguyện làm phước thiện đủ lành. Mai ơi, tăng tự gắng nghe lời thiết dạy, ngừ tủ rồi nhớ lại kiếp xưa, trăng soi đi hậu hành đại thừa, ngự hiền giữ hạnh sớm trưa đã rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chúc mai tăng được đắc rồi hiển quang, chân linh ngộ ánh đạo vàng, gia đạo hoàn toàn mạnh khỏe an vui. Dạ, cảm ơn cô ba. Chỉ cho bà hai ba thùng mì thôi, chỉ có một thùng mì thôi. Rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, dạ, tiếp theo xin mời cô ba tặng cho anh Phạm Thanh Long ở bên Canada cô ba ha. Dạ, dạ. Nhà họ Phạm trước tiên quy dụ, như phạm tu ngự cụ từ lâu, đủ duyên khanh bá công hầu, nhà Trần phò giúp ở Âu một thời. Nay bao năm với đời quân hạ, tay đầu xanh thành quả tốt sinh, ngự thì tròn một tâm linh
ca đa sông nước gia đình hôm nay tên tên dạ Phạm Thanh Long. Giới Thanh Long hữu tài hữu nhật, đức có rồi dụng sức quyền thông, nhờ người xây chuyện cổ ông đắc rồi đổ cháo từ trong lẫn ngoài, chỉ cần có huệ thì khai thơ tặng một bài cho Phạm Thanh Long. Được hay đến tấm lòng trung nghĩa, giọng hoa huỳnh trồng tỉa lâu nay, thầy huỳnh viên trước đã khai ở làng Hòa Hảo Phật Ngài Giáng Lâm. Đức thầy dâng lệnh Quan Âm, hiền ơi hãy nhớ sửa tâm thị thành, sau đây đoạt đạo thành danh thì con nhà đạo sẽ thành nguyện duyên. Chúc cho quý vị các hiền, những người thị nguyện gửi tiền bấy lâu, dầu cho Nam Việt Âu Châu cô qua thành kính nguyện cầu bửu lai, cho trong huynh đệ có tài có tu đắc đạo là ngài Long Hoa. Tội ý ngài làm việc đàn ná, nhân 30 phút cầu hòa an khang, cha trời chiếu điện bình an. Phạm Thanh Long nhớ ẩn tàng vô vi. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo là xin mời cô ba tặng cho cháu Phạm A Lê Na. Dạ. Tuy còn nhỏ mà tâm giác ngộ, có Quan Âm phổ độ từ lâu. Việt Nam đất khách địa cầu, hơn nửa trái đất ngõ hầu xa xôi. Cô mến thương chúc vui cho cháu, gắng hằng lõ ngay thảo ngoan hiền, thì con tròn đúng căn duyên, học hành thành đạt là tiên tại trần, để lo tất cả chân thân. Sau đây na cũng có phần mẫu khai, cho trong sáng suốt hằng ngày, học hành đến chốn bủ lai danh đề. Chúc con dạng sự mẫu khuê, thành nhẫn chi mỹ gọi về Việt Nam. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho cháu cây la ở bên Canada luôn cô ba. Nguyên gia đình Canada. Trong đất nước xây dựng ta cụ, phục viên này hội đủ người nhà, gửi lời về nước ca đa của nhà họ Phạm món quà văn thơ. Quan Âm độ đúng giờ khai chuyện, tuy nhỏ mà có điện vô vi,
vì thời của màu cho thấy, cho nên con cũng có thầy điển thanh chúc con học hỏi đắc thành và tu theo mẹ căn lành được khai. Con còn tuổi nhỏ nay mai học dân có tài làm việc có công. Dạ, vậy là em này sau này thành tài hết các bạn ha. Nó ngon lắm chứ, yeah. Mấy đứa gia đình biết đạo. Dạ, yeah. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho gia đình của anh Thiên Phúc và chị Diệu Đạt cho cô ba. Dạ. Yeah. Thiên Phúc Diệu Đạt. Đạo phải biết tắm vô nhất vật. Cha nhà trời tóm tắt cho con. Thiện tâm phúc báo dựng tròn là người của cổ về non tu rồi. Trong đất nước nhã nhồi cay đắng cuộc hành trình con đặng thảnh thơi học hành hai gan con ơi. Phúc lành cháu gửi mấy lời văn thơ. Nghiệp còn nặng phải chờ chút nữa, tới tháng năm mở cửa thiên tiên thì con có dịp có tiền đổi nhà thay chỗ không phiền không lo. Nên cố gắng dặn dò phải nhớ, đạo phải hành mới nở ưu đàm. Bởi vì sanh trường miền Nam là người của cổ phải làm cho vui. Nước còn ngược chưa xuôi đâu nhé, thầy chưa về thì trẻ cũng chưa. Tây An sắp đặt lọc lừa, chờ con đủ phước thì đưa trở về. Chừng nào có dịp đáo khê, chúc lành thiên phúc được kề cạnh thiên. Nam mô Phật, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Vương Thị Bích Liên cô ba. Nhà họ Dương bao đời trung nghĩa, đình huệ thì trọng tỉa thánh ân. Hai tư chắc cũng có phần, họ Dương thì cũng hiện thân rạng ngời. Hãy mong đúng lúc đúng thời, long qua hội thì lập đời. Ngày sau tổ cô duyên thắm tình trao, cố ông xây chuyện cũng vào đúng nơi. Phụ thê hợp thể thuận thời, tâm linh khai mở cũ đời tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt cô ba. Dạ, Nguyễn Thị Kim Nguyệt. Mấy phúc mấy dòng mấy đầy đứa sao xong mấy khúc mấy cho dừa. Là nhà họ Nguyên nhiều phong thái, cũng đã làm vua hưởng ấy phước thừa. Con cháu
họ Nguyễn đều khai thị. Người làm em, làm chị, làm anh, hôm nay mượn điển chúc lành, vào trưa 24 dẫn hành vô vi. Chúc con dạng pháp hành y, căn khai trí mở đúng kỳ trổ qua, coi như pháp thí làm hoa, gửi ngư buổi trước con nhà Bửu Sơn. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho anh Trương Văn Phúc. Trương Văn Phúc. Nay đúng lúc khai cơ chuyển dần đúng chu kỳ, mời tặng kiến chinh thu đông xuân đến thật tình, tặng cho thiên phúc hữu hình ngọc xanh. Hãy trong nhớ tính hành đại nguyện, để sau này được chuyển thiên quang, là ngự đệ tử Tây An, thành tâm nguyện giải bảo toàn tâm linh. Nếu có gánh coi kinh lần tiếp, đã tu rồi bà kiếp tái lai, chúc người giảng sự hên may, vượt qua khổ khó tháng ngày gian lao, sống sanh tất diệt được giao, hành y giúp thể anh hào danh biên. Lúc này cầm phá giữ chìa, tâm linh được mở sớm phía âu là trưa ngày 24 giao ca, tặng cho thiên phúc món quà tâm linh. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Hồ Hoàng Thảo Vi cô ba. Họ Hồ. Tên của họ Hồ hỡi Thảo Nhi, là con cháu bác hội khóa thi. Hồ Thơm Nguyên Huệ danh ghi đệ, vì gắng tu hành mẫu sẽ ghi. Mẫu thương con trẻ rất tường danh, nguyện gợi tâm tư chúc phúc lành, tương lai rực rỡ nhiều sự đẹp, có tiền tự thiện gạn thánh danh. Dạ, tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Phạm Thủy. Nhà họ Phạm bao đời trung nghĩa, đức Phạm tu trọng tỉa tròn duyên, nay nhờ cô mầu đắc tiên Tây An, có Phạm thị hiền đắc rồi, cho nên độ thế mà thôi, con biết tu rồi hai kiếp rất ngoan, chừng nào về diễn
An Giang ghé thăm Châu Đốc chào hàng núi Sam, Tây An chùa lớn Đà Khám có cô Hiên Ngự là Khám Việt này, đúng cơ xây chuyện về đây, chúc con họ Phạm theo thầy từ xưa. Con nhìn trời nắng trời mưa, tu hành phải gắng sớm trưa cho nhừng, chúc lành mỗi sự thành hưng, báo chúc tin mừng bệnh dịch thoát qua. Ai ngờ hữu hành đó là có bệnh không chết là nhà thiên tiên, ai ngờ tâm trí đào điển tái bệnh lần nữa là phiền hơn thôi. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Trần Thị Lệ Thủy, cô ba họ Trần. Cùng chúng gốc Trần Triều xây chuyện, cùng đúng duyên qua điện thi thơ, Trần gia chuyển dần đúng giờ, đúng cơ thánh đức ai ngờ được đâu. Điền quang mở bộ đầu tính tì, biết thơ bài bình thị tương giao, kính luân tùng trước giường bao đại bi chiên suốt ai nào giảm so. Lời chúc phúc hãy lo tu gấp, hèn lòng qua được gặp mặt thôi, tiên thiên chiến dần đã rồi, lòng qua chúc phúc về ngôi mẫu từ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, yeah, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Phan Dung, cô ba nhà họ Phan. Sương tiết bao năm mới lắng lòng, tháng ngày con màu chiều long đồng, chuyện căn mà thế nào hay biết, làm khổ tâm tư hẻo cả lòng. Thôi nhé, con nên cố sức đi, tu hành phía sớm với diêu trì, biết rồi mới được tâm tinh tấn, thở phủ lực trình mẫu mở thi, ca phú vui dày tiếng chúc anh, chúc cho công việc được đắc thành, gia đình vui vẻ hòa nhân ai, con được thành tài mẹ có danh. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Trinh Lê ở bên Mỹ. Dạ. Đường đi ngàn dặm xa xôi, Trinh Lê ở Mỹ đã rồi biết tu, trắng còn lúc khi lô khi tỏ, gặp Chinh Lê bỏ ngỏ mấy điều, con tiên mẫu rất thương yêu, căn chưa mở nuốt có điều ngại nghi, nghe kinh học đạo vô vi,
thì con phành pháp định đi cho tròn. Chừng nào hết dịch về non Việt Nam trở lại non hòn đảo lai. Con ơi xác nữ hồn trai, cổ ông độ thể được gài bao linh. Lần này con giữ đức tin để lo cho đại gia đình Việt Nam. Mẫu khai trí huệ con làm, chúc con sao được thân phàm quá tiên. Dạ, tiếp theo xin mời cô ba tặng cho em Thái Ngân một bài thơ. Dạ, Thái Ngân cô ba. Nhà họ Thái đã nên danh phận mẹ cha thương đã vận cao đài. Thái Vân con mẫu được khai, chờ con định tánh mẫu gài chiến cơ. Ngân ơi đã đúng ngày vợ con tiên, sẽ có bài thơ hữu hình cho con một chút, cho con một chút tâm linh, chúc cho tất cả và đình bình an. Chừng nào trở lại an vang tan tính tình, chừng nào trở lại an vang là con thăm viếng mẫu hoàng ngự đây. Chúng con học vấn tràn đầy phước y sanh viên tốt, là ngày bưu khai cho con có chức có tài. Con tiên thì được về tiên, cho con gói biết là viên ba đời. Đến đây mau tạm dứt lời, chúc cho tất cả đạo đời diên dung Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vậy là còn 4 5 người là hẹn lần sau hả các bạn, hay sao các bạn? Dạ. Cho luôn đi. Cho luôn ha. Dạ. Nam Mô Đà Phật, con tưởng là cô dứt rồi. Dạ. Dạ, tiếp theo xin mời qua tặng cho chị Nguyễn Thị Kim Em các bạn. Dạ. Mấy lời thơ pháp xem qua, Kim Em cố gắng có cha hộ mình. Đã khai đã có tâm linh, hãy nên cố gắng tin mình thì hơn. Chợ không tin giống ba lơn, mai thì nghĩ có một thì sợ lo. Chuyến này đã kịp chuyến đò tới đò, hãy nên nhanh chóng co vò chạy mau. Căn lành của mầu đã trao, dầu con có ở nơi nào cũng linh. Dạ, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho anh Thôi Tấn Hùng cô ba. Mày câu thơ pháp làm duyên, Tấn Hùng cố gắng kiếm tiền ít thôi tan tính tình. Xưa ba kiếp đà tủ rồi, hôm nay trở lại dùng bồi gốc xưa. Con ngừ của láng bấy thừa tan tình tình.
Tây An xây chiền kỳ ba, Đức Huỳnh khai đạo làng hòa hữu lại phát. Tâm là hữu chi đức tài, người xưa trở lại một ngày không xa. Đức Hùng con của mẹ cha, Điển Thanh Ngọc Đế, chúc mà cho con bò đi, tánh nóng là tròn. Tình tình lòng qua lựa kẻ anh tài, gái thì tiếc hạnh trai càng trung nhu, thì con đầy đủ căn tu, còn không phải chịu lù bu việc nhà. Chịu rồi lời nói giao thoa, mượn lần điên thai tặng quà, tặng quà chúc vui cho con đạo pháp ngát mùi, tu hành phải gắng mới rồi nghe không, chúc con vui vẻ vợ chồng, hòa nhau một môi một lòng, thì nên A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật, cảm ơn cô ba. Tiếp theo xin mời cô ba tặng cho chị Quyền Trang. Dạ, Quyền Trang cô ba. Này đúng lúc cơ duyên chuyển dần, tặng Quyền Trang lận đận bao năm, cũng nhờ Điển Huệ Quan Âm, Điển Quyền khai thị để tầm vô di. Nhiều khổ khó cũng thi mới đầu, cuộc ở đời tốt xấu khác nhau, liền qua đua nở nhiều màu, thì con cố gắng mới vào hội khoa. Lời tâm niệm thật là hữu chi, mượn lời này cô ly phát ngôn, dầu dân hay xác hoặc hồn cũng là nội chi thế tôn. Nào nói nhiều giọng cũng hơi khao, chúc em thành đạt dồi dào tương lai. Năm nay xuân mới có tài, làm ăn có việc ngày mai được về, chừng nào đáo cảnh sơn khê thì con nhà đạo được về họp mở vui. Dạ, cảm ơn các bạn. Tiếp theo xin mời các bạn tặng cho anh Lê Hữu Đức ở bên Mỹ các bạn. Nhờ xưa lê lợi chống minh, lê lại cụ chúa thân dinh một đời, hãy nên cố gắng con ơi. Nó lê gì quên. Dạ, Lê Hữu Đức. Hãy nên cố gắng con ơi, hữu là có thật những lời đây chào. Đức thì êm ngát hương màu, ngoài công trong đức dồi dào ai so. Lúc này phải gan cần lo, Đức Huỳnh khai thị để cho ngự lành phát quy đạo đức điển thanh. Đức nên cố gắng tụ nhanh, thì rồi cha trên xây chuyện vậy thôi, tài năng thao lược dung bồi, dung bồi Việt Nam. Chúc nghe Lê Hồ Đức sắc phàm, làm ăn phát đạt việc làm nghĩa nhân, lập đời xây cửu đối tân. Chúc
con có được ba phần, ba phần đồ tha coi như thi phú làm quà, dạo chiều 24 trương tà ngọc trao A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tiếp theo người cuối cùng, cô ba tặng cho chị Sông Yến cô ba. Dạ, Sông Yến. Na hai dân gói tâm tư gửi lời thơ nhiều ngữ. Sông Yến ơi từ từ cặn tiền đã có chân như thực hành, rồi đây gắng tu sao thành viên. Còn dùng thế còn tiền để về cũng màu hoàng, ta cố nên tâm bác nhà thang. Con ơi hay nhớ anh Dương Đào thầy, từ đây phát quy về miền Tây. Sông Yên gan hân hoan để về thăm mẫu hoàng. Con chim lang trong nhân toan, bao nhiêu hạnh phúc ban vui thành. Giờ con hát tiên vui hòa duyên, giờ con hát tiên vui hòa duyên. Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn cô ba đã ứng khẩu cho bài thơ pháp tặng cho tất cả quý vị. Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đây với cô tặng ba. Cũng tặng cho Diệu Hương và ba người này. Diệu Hương lạnh lình, Quán Âm là ngư tướng lự ngàn năm sanh hầu, long lân quy phụng học chầu hiền nhân, có mặt công hầu cố lại kinh ni trên cho ít thiện tài, để làm phước tiền là ngày mai an nhàn. Mà lòng ân ngữ mới sang, lãnh lĩnh ngọc hoàng chậu chốn linh tiêu, gom thiên diệt quỷ trừ yêu, đống kỳ đùng lục mã siêu mới hồi. Quan trường nhận lĩnh đó thôi, quan ân lập thế là rồi hiện ra. Mang trong nghiệp dữ đàn na, chúc cho trăm họ nhà nhà an khang. Mong sao gió để bình an, nhận điều chân thiện là mẫu hoàng mới phê cho con. Tiên được trở về thánh nhân trô, mặt sơn khê đáo hồi. Bây giờ quá nghiệp còn nhồi, như xưa khương thượng vẫn ngồi đầy câu. Thầy thì dắt đúng hai châu, châu Tàu, châu Nhật, châu nào cũng thiên. Châu thiên đức chân dân một cõi, ai có tài có dối thì theo. Muốn cho cầm lại phân lèo, hiệp thành ba mối, sớm đeo gương màu. Tặng ngừ hờ nưa quá địa cầu, Mỹ Anh Úc Pháp là chầu hầu. Cố lại Đài Loan, Đài Loan hiệp Nhật mới khai. Bông trồng qua chỗ là ngài phát quy thường thiên. Cầm ấn thiên kỳ, Phật ba lần được phát quy Nam Trào. Chúc cho anh Nhật Đức Tàu, hợp thành mối đạo chỗ nào cũng vinh. Đừng gây khổ kho cho nhân sinh.
dòng tấu thiên đình ngọc đề chứng khỏe cho con, hiền đức thì về, con hung thì mất khó về Việt Nam. A-di-đà Phật thượng tiên, tam tòa cô giáo quy nguyên, phước thương tội phạt là Phật tiên ngự trào. Tuy gần không vống như nhau, địa tiên chiến dẫn anh hào sức ra Di Lạc, lập hội lòng qua bú lại ngọc sức chương tòa được khai. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn. Xong. Và vâng, xin chào tất cả vị, kính chúc vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo.